Cũng may là ông biết ăn năn hối cải đó. Kỳ này mà mẹ tôi không được hồi sinh là tất cả là do ông đó. Đâu mà lỗi với tao được. Rồi xin lỗi Kata rồi bà. Cái tội gì nữa. Nếu như mà lần trước không chửi Kata thì phần trăm khả thi sẽ cao hơn rồi. Thì rõ đó xin lỗi Kata thành công rồi bà. Bây giờ chỉ cần đợi HiHa tới rồi đi thôi đó. Cũng may cái tên Kata đó cũng có tình người đó. Chứ ai mà nói tôi vậy không dễ đâu. Ôi thôi được rồi, tụi bay nói nhiều quá. Mà sao thằng HiHa nói lâu tới dữ vậy ta? Tôi tới rồi đây Foggy ơi. Tôi tới rồi. Bọn tôi đun nóng đợi lắm rồi đó. Trời ơi. Thì tôi cũng phải chuẩn bị một số việc của tôi rồi tôi mới qua đây được chứ. Đằng này cậu phải đem kết quả tốt cho tụi tôi nha. Đúng rồi, bây giờ cái việc tìm Huggy thần đó xin rồi này kia thì cũng tôi không biết nữa. Không biết cái ông nội Foggy này ông có chim vô những cái câu gì giống như Kata nữa thì thôi luôn đó. Không có đâu, chỉ có tên Kata tôi mới nói chuyện vậy thôi. Nhớ nha, ông nói chuyện cho đàng hoàng để còn đưa mẹ về đó. Yên tâm đi, rồi nói chuyện đàng hoàng mà. Hơn thằng giang hồ với mày mà. Tôi là giang hồ nhưng mà tôi sống rất là tốt không giống không? Ôi tay, giờ ông đi đi. Rồi nhớ là hồi sinh mẹ về thành công á. Bọn tôi chờ tin tốt từ ông đó ông già. Hey. Đã biết rồi. Thôi được rồi, bây giờ hiện ta lên đường thôi. Nhớ là cố lên đó Foggy ơi. Được rồi. Đi. Cố lên ông già. Bọn tôi chờ tin tốt từ ông đó ông già. Hey. Nói là mọi chuyện sẽ yên ổn. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Được rồi, mong là tên Kata không nuốt lời. Ê, mong là như thế, chắc là Kata không nuốt lời đâu. Kata. Kata ơi. Kata. Kata ơi. Ổng đâu ta? Đâu chắc đang ở trong nhà. Đi vô kiếm thử. Kata. Trời ơi. Theo những gì ông đã hẹn là bây giờ ông dẫn tụi tôi đi gặp Huggy thần gì đó đó. Đúng vậy đó. Ăn rồi đã chuẩn bị đầy đủ rồi đúng chứ. Đương nhiên là chuẩn bị rồi. Vợ của tao mà. Đúng vậy. Cái này tính từ nhà của ta đến tên nhà của tên Huggy thần đó có quả cũng cả một ngày đi đường đó. Anh hiểu sao? Ta đến vậy hả? Chúng ta còn phải đi qua thế giới trên trời. Thế giới trên trời. À tôi biết rồi. Thế giới đó thì tôi biết. Được, vậy bây giờ tôi sẽ dẫn ông nhà của cô Jullie nha. Được rồi, đi thôi. Đi. Được rồi. Đến đường thôi rồi. Mẹ thì nhỏ xíu, hai ông thì to tổ bố luôn. Đi lẹ đây. Đi đâu? Được rồi, đây. Đây, chính là thế giới thiên thượng, thiên đường, thiên đàng, thiên thần trên trời gì đó của ông đó, Kata. Đúng là đó rồi. Nhưng mà Jullie chứ. Nhưng mà tôi mới biết được rằng là ông cũng biết về thế giới này đó. Bình thường thôi, ta tìm hiểu về các người cũng nhiều mà. Ta lên đây rồi. Vậy tinh thần kia ở đâu? Đây. Tinh thần đó trên kia. Trước mặt mọi người chính là nhà của cô Jullie đó. Nhà của cô Jullie ở trên đó. Vậy bây giờ chúng ta kiếm vị thần đó ở đâu đây? Đúng rồi đó Kata. Hướng dẫn cho tụi tôi đi. Lần trước ta có đi đến đây để tìm hiểu về Jullie. Vì nó là những một trong những đồng minh của các ngươi. Với lại ta cũng cần tìm cái vị thần đó nữa nên người ta đã đi lên đây nhưng mà ta không giết nó hay làm gì nó cả tại vì nó không đủ khả năng chiến đấu. Vị thần này nếu chúng ta tính móc đi từ nhà nó thì chúng ta phải đi hướng bắc. Đúng rồi. Vậy bây giờ có mình tôi với ông biết bay à? Tôi không biết bay rồi sao? Thôi lão dụng các ngươi rồi. Ta sẽ giúp cho cháu. Được rồi, tên Foggy này ta sẽ bới hết ta đi theo, còn HiHa ngươi tự đi đi. Được rồi, tôi sẽ bay theo. Ôi rồi bây giờ ông ẩm Foggy vậy có ổn không vậy? Rồi sợ đó giờ. Không có quặng người sử dụng đâu mà lo. Trời ơi, nhìn ẩm ông Foggy kìa trời. Nhìn giống như ba ẩm con vậy chứ. Người dục ta xuống dưới vậy sao hả? Nếu phụ ngươi thì ta không nhận giúp rồi. Đúng rồi, cũng đúng. Đi hướng này phải không à? Biết đi đâu bây giờ, Kata, ông dẫn đường đi. Ngươi có đem theo la bàn không? La bàn sao? Được, tôi lấy được. La bàn là combat đây rồi. Thì chúng ta sẽ đi như sao? Ví dụ như bình thường rồi, người không biết coi cây. Cách coi la bàn sao? Không, em sao? Nó có hai cái mũi tên thì chúng ta nên đi theo mũi tên nào? La bàn nó có hai mũi tên. Để ý nha. Cái mũi tên của cái bạn la bàn dù người có quậy đi đâu thì nó cũng chỉ theo hướng bắc. Đúng rồi. Còn nếu la bàn của người chỉ có một mũi thì nó sẽ chỉ về hướng bắc. Chỉ cần đi hẳn theo cái hướng mũi to là đúng. Được rồi, đi thôi, hướng này. Bây giờ cũng phải đi bằng heo la bàn nữa các bạn ơi. Thiệt đúng là quằn tà là vằn thiệt chứ. Đi cầu quá. Về dưới ta chống mặt luôn. Ê ráng đi. Ê dù gì ổng cũng già rồi nên là Kata hãy cẩn thận xíu nha. Đâu đâu, ta không có quằn, ta tốt đâu, đừng có lo. Ê thế giới này rộng lớn lắm. Không biết là chúng ta tìm được hay không nữa đây mấy bạn ơi. Ui quá, tao nách đó. Có một ngôi nhà gì kìa, bạn nào đó không? Không hỏi tôi. Chắc là không phải rồi nếu mà nhanh như thế. Ê trời ơi. Ê bây giờ chúng ta cứ đi vậy hoài thôi sao Kata? Còn đường nào nữa không? Đi trước đi. Thì sắp tới rồi đó. Sắp tới sao? Ui kia chính là Huggy thần kìa đúng không? Đúng vậy, đừng là hắn đó. Đây chính là Huggy thần mà đã giúp cô Jullie biến lại hành thiên thần trở lại khi mà cái lúc mà cô Jullie mất đó. Foggy không ngờ hình như đây chỉ là con trai với lại là con trai. Xin chào Huggy thần. Xin chào, các ngươi đến tìm ta đây à? Bọn tôi đến đây chủ yếu là không phải việc đó. Reddy đến đây, Kata đến đây là muốn chủ yếu người mà Kata đang bế đây thôi. Các người hãy nói chuyện với cái tên này đi. Nhưng mà nếu liên quan tới tên Kata này thì ta mạng phép không can thiệp. Không phải, Kata chỉ là người giới thiệu ông cho bọn tôi thôi. Bọn tôi chả liên quan gì tới Kata đâu. Hắn ta chả tốt lành gì thì các ngươi liên quan tới hắn. Được hắn dẫn tới đây thì tốt lành gì chứ. Nếu như ông không biết, ông Foggy kia chính là chồng của cô Jullie, người mà ông đã cứu và cho sức mạnh thiên thần đó. Jullie? Các người quen biết Jullie sao? Đúng vậy, Jullie biết ghi. Ông đã biết cái tên đó chứ. Cô ấy bây giờ như thế nào rồi? Cô ta đã chết rồi. Cái gì? Có chuyện đấy thật sao? Có một kẻ tên là Naka. Hắn ta muốn cướp lấy sức mạnh hồi sinh nên là đã ra tay với lại cô Jullie rồi. Đây chính là ông Foggy, chồng của cô Jullie đó. Không ngờ đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi. Foggy, bây giờ thì mọi chuyện chỉ còn lại ông thôi. Ông hãy nói với lại ông ấy đi. Tôi chính là chồng của cô ấy. Cô ấy là một người rất tốt, mọi thứ con cái của tôi. Ta biết rõ về Jullie như thế nào, nhưng ngươi rõ ràng ngươi chính là cái tên đã bỏ cô ấy mà. Ông cũng biết cái chuyện đó sao? Đương nhiên là ta biết rồi. Hỏi vợ sao? Tao người ta không ngờ ngươi là một con người tệ bạc như vậy đó. Lúc nào ai cũng có sai lầm à. Nhưng mà tôi đã xin lỗi cô Jullie và tôi quay trở lại rồi. Với lại chuyện này cũng là chuyện xưa thôi. Bây giờ bọn họ đã hòa với nhau rồi. Gia đình của bọn họ đang yên ổn với nhau lắm. Đúng rồi. Ta tin các ngươi được trong khi các ngươi đang đi cùng với tên ác hầm Kata đó. Và cái tên Naka. Nhưng mà bọn tôi đến đây vậy? Cũng chỉ để cầu xin ngài để có thể hồi sinh cho cô Jullie thôi. Bọn tôi đâu có cần gì liên quan tới tên Kata đâu. Kata chỉ là... Ông cứ nghĩ Kata là một tài xế của ông Foggy bởi vì ông ấy không bay được thôi. Giờ Kata đã thay đổi là một chuyện dài lắm, nhưng mà trước mắt ông hãy cho tôi trở về và giúp cô Jullie trở về được không? Vậy Jullie là ta sẽ hồi sinh rồi, nhưng mà ta cần xác thực một số thứ đó. Xác thực gì? Ông muốn xác thực gì? Có vẻ như là từ nãy tới giờ ta cũng không cảm nhận được nguồn năng lượng ác của tên ác thần Kata nữa rồi. Kata bây giờ chỉ là một Foggy hết sức là bình thường, không còn sức mạnh gì hết bởi vì đã bị Jetsu lấy hết sức mạnh rồi. Đúng rồi, không cảm nhận được điều đó mà. Ta thì có thể là một ác thần, ta không có bị tính, nhưng mà tên này đã tham gia rất nhiều cuộc chiến để giải cứu thế giới bất kỳ đó. Đúng là như thế, Jetsu đã lấy sức mạnh. Ta biết rõ đó, ta không ngờ là các ngươi cũng quen biết tới ngày ấy. Đúng là không bình thường rồi. Ông cũng biết được Jetsu sao? Nhưng mà bảo là ngày ấy không phải là... Ông với Yesu đều là Huggy thần ngang hàng với nhau à? Làm gì có chuyện đó. Vì Yesu cao hơn ta một bậc mà. Ta là một vị thần nhỏ cho nên là làm gì để ngài ấy để ý đâu. Các ngươi quen biết ngài ấy nên ta mới khá là bất ngờ đó. Cái gì? Ông là một Huggy như vậy nhưng mà dưới Yesu một bậc đó. Bởi vì rồi, sức mạnh của ta làm gì công phá lớn như Yesu chứ. Bọn tôi là thật sự nói về quen biết hay là bạn bè thì không dám. Nhưng mà nếu mà đối với lại các con của Jetsu thì bọn tôi quen rất rõ luôn là đằng khác nữa. Chúng giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều, gia đình chúng tôi rất là nhiều luôn. Trong trận chiến vừa rồi Jetsu cũng đã tham gia cùng bọn tôi cũng rất nhiều rồi. Nhưng mà chỉ có Jetsu là tính của ổng thì hơi cao thượng nên là khó thể nào kết thân được. Nhưng mà về Poseidon thì tôi có thể đó. Cả Poseidon luôn sao? Rốt cuộc ngươi là tên gì vậy? Tên con người kia. Tại sao Lần đầu tiên ta thấy con người lại quen biết với HihaChobi, lại quen biết tới những vị thần tối cao nữa đó. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tổng thống HihaChobi. Ông không biết tên tôi rồi, trời ơi. Tính ra HihaChobi là người đã giúp cho trận chiến rất ghi giành chiến thắng vang dội bao nhiêu lâu qua mà không biết luôn sao, ông ở đâu thế? Đúng rồi, thế giới này bình yên lắm, chỉ có những tên khó khăn lắm thì mới có thể biết được thế giới này đó. Thôi được rồi, vậy bây giờ đây xác thật đến đây ta cũng đã hiểu rồi. Ông có thể giúp tôi hồi sinh cô Jullie được không? Về chuyện hồi sinh Jullie, đương nhiên là ta sẽ giúp cô ấy, giúp ta quản sinh mệnh của những HihaChobi mà. Được, vậy bây giờ xác của cô Jullie hả? Ta muốn hỏi các người là tên nào là kẻ đó sát hại Jullie, bây giờ hắn như thế nào rồi? Tên đó chính là Nakahaka. Tên đó là bỏ trốn rồi mà chúng tôi không tìm được nó. Nhưng trước mắt là hãy giúp bọn tôi trước đó. Đúng vậy, hắn ta bỏ trốn ở đâu rồi? Bọn tôi cố tìm hết tất cả là để trả thù cho cô Jullie. Nhưng mà thật ra không phải trả thù gì nữa. Thật ra bọn tôi muốn ngăn chặn hắn, bởi vì hắn chính là mầm móng trong cuộc chiến đại chiến mới nhất. Nên là cái thứ mà tụi tôi đang muốn đó chính là bắt hắn và giam hắn, hay là thậm chí là giết hắn để bình yên cho cả thế giới này. Nhưng mà hắn ta trốn ở đâu đó, bọn tôi cũng đang cố gắng tìm chi lùng lắm. Như vậy là vẫn chưa có tin tức gì của hắn sao? Thôi kệ, đúng vậy, tạm thời ta sẽ để tên đó được chu du, được thoải mái một thời gian thôi. Một lúc nào đó ta có thông tin ta cũng sẽ đi xử lý việc này. Xử lý được ưu sao? Không phải như Kata đã nói, ông chỉ có sức mạnh hồi sinh. Đó chỉ là Jullie thôi, ta vẫn có sức mạnh mới đứng được ở ngôi hòn này. Chỉ là sức mạnh ta nói rồi, không có sức công phá và to lớn như giá sâu thôi. Đúng rồi, ông hãy trả thù cho gia đình chúng tôi. Hắn đã làm cho gia đình chúng tôi hôm nay xung đột lẫn nhau, ít mốt lẫn nhau, toàn là đem về đau thương thôi. Ta cũng biết rõ người không phải là tên tốt cho lắm đâu, rất là bất đồng, nên cũng đừng có nói nữa. Chuyện này ta giúp ngươi là tại vì Jullie thôi. Được. Đó, chị hãy giúp tôi, hãy giúp cô Jullie quay trở lại đi được không? Ngay bây giờ. Các người còn giữ cơ thể của Jullie không? Hình như còn mà. Đúng rồi, chính tôi là người đã đem về cho ông mà Foggy. Hình như chính là nhờ ở trước cửa nhà của chúng tôi đấy. Hãy qua bởi và chữa trị nhanh lên đi. Vậy bọn tôi vẫn còn đó. Bây giờ chúng ta đi luôn ông nhỉ? Nhanh đi, nhanh đi, còn gì nữa? Ta sẽ không rời khỏi thế giới này. Các người hãy đem cơ thể của Jullie về nhà của cô ấy đi. Ta sẽ đợi đó. Với lại thế giới này để có nhiều sức mạnh phép thuật ta hơn. Vậy bây giờ chúng ta phải cần đem xác của cô Jullie lên trên đây thôi ông Foggy. Đi thôi, được rồi. Cảm ơn ông nhiều. Hẹn gặp lại ông ở nhà của cô Jullie nha. Rồi đi thôi tao vô. Đi thôi, nhanh lên. Không ngờ ghi thần này là ở đây luôn á. Nhưng mà lại màu cam ta. Không biết có liên quan gì với lại Danny Benny không ta? Chả biết nữa. Nếu mà liên quan đến Danny Benny thì cũng hợp lý đó. Chả biết được nữa. Chưa gì hết, gặp ta nói ta xấu xa rồi. Ai ngửi đừng có nói là mày à, ta muốn ta ơi, đừng lại như vậy. Ông bớt cái tính đó giùm tôi đi Foggy, mệt quá à. Rồi thôi, đi lẹ đi, về nhà chúng ta còn hồi sinh cô Jullie nữa, nhanh lên. Thì có được cô Jullie rồi mấy bạn ơi, bây giờ thì đi thôi, nhanh lên. Cô Jullie ơi, cô sắp quay trở lại được rồi, có cô Jullie ở đây Foggy. Được rồi, đi thôi nào, đi thôi nào. Bây giờ chúng ta đi thôi. Mẹ của ta. Bây giờ ta điều gì thì ta cũng đáng cần thì ta chỉ hết rồi. Giờ việc của ta đi về thôi. Các người tự lo phần còn lại đi nha. Thôi vậy cũng được. Vậy là ngươi sẽ không đi cùng ta sao? Thôi được rồi, vậy ngươi về nghỉ ngơi đi. Lần này còn gì ta mắc nợ ngươi. Cảm ơn ngươi nhờ Kata. Thôi ta đi đây. Tạm biệt. Ông ta thật sự tốt rồi. Cũng may ông ta biết hoàng lương đó. Thôi bây giờ chúng ta phải cần đem cô Jullie quay trở lại chỗ kia thôi. Nhanh lên nào. Được rồi, được rồi thôi. Bây giờ tạm biệt, hai người đi cẩn thận nha. Được rồi, hai đứa đợi đi. Cố lên nha, nhớ hồi sinh lại mẹ nha. Cô Jullie sắp được hồi sinh rồi mấy bạn ơi. Cuối cùng ngày này mình đợi cũng đã tới rồi. Nhanh lên Foggy. Rồi đi thôi. Nhanh lên. Ông ấy đang đợi chúng ta đó Foggy. Được rồi, đi đây. Ông ấy đang đợi chúng ta kìa. Nhanh lên. Được rồi, bọn tôi tới rồi đây. Thưa ngài. Được rồi, đây là cô Jullie. Để đó, để ta hồi sinh cô ấy. Được, vậy tôi sẽ đặt xuống đây. Được rồi, lẹ đi. Bây giờ ta hồi sinh đây. Được, giao cô Jullie lại cho ngài. Thì giúp cô ấy quay trở lại. Rất mạnh, hồi sinh. Được đó. Hãy tỉnh lại đi, Jullie Kiki. Chào mừng, cô đã quay trở lại Jullie Kiki. Cảm ơn người đã hồi sinh vợ của tôi lại. Cô Jullie cuối cùng đã quay trở lại rồi. Mừng thiệt chứ. Đã làm việc đến ngài rồi. Cảm ơn ngài vì đã giúp tôi quay trở lại. Như vậy thì may quá trời luôn á. Không có gì đâu, những việc cô làm đã rất tốt rồi. Bây giờ là lúc cô được giúp đỡ lại thôi. Cảm ơn ông rất nhiều Huggy vị thần. Cảm ơn ngài. Nếu có rảnh thì lần sau tôi sẽ quay lại gặp ngài để tạ ơn sau nha. Không có gì đâu. Có gì thì giúp ta, giới thiệu ta với Yesu cũng được đó. Thế thì chuyện nhỏ, không có gì đâu. Được rồi, cô Jullie ơi, vậy bây giờ chúng ta gặp lại món đi với Toshi thôi. Hai người đó đang mong đợi cô lắm đó. Đúng rồi đó, hai đứa con của chúng ta đang mong đợi em về lắm rồi đó. Được rồi, đi thôi. Thưa ngài, tôi đi. Được rồi, đi đi. Cảm ơn ngài nhiều, hẹn gặp lại sau. Đi thôi. Đúng là có hơi bất ngờ với chàng trai tóc hồng này đó.